người cầm đầu đường dây cung cấp thuốc kích thích thể lực ra tòa ở Madrid, tính từ Madrid. Bác sĩ Eufemiano Fuentes bị truy tố là cầm đầu một đường dây cung cấp thuốc kích thích thể lực cho lực sĩ đua xe đạp và bốn đồng phạm đang bắt đầu trả lời thẩm vấn tại một tòa án ở Madrid. Các bị cáo đã ra tòa. Sau 7 năm, cảnh sát đã tìm được tang chứng qua cuộc hành quân, được gọi là Operation Puero. Các bịch máu tìm được có liên hệ với hai lực sĩ Jan Ulrich của Đức và Ivan Basso của Ý đã bị loại khỏi cuộc đua Tour de France trong năm 2006. Phiên tòa đang tạo ra sự chú ý trên thế giới vì các cơ quan chống lực sĩ dùng thuốc kích thích thể lực hy vọng phiên tòa sẽ làm sáng tỏ tình trạng gian lận, không chỉ trong ngành đua xe đạp mà cũng làm sáng tỏ nhiều hơn tình trạng gian lận tại các cuộc tranh tài thể thao khác. Bác sĩ Fuente đã nói trước tòa rằng ông ta chỉ cố vấn, không chỉ cố vấn cho lực sĩ đua xe đạp mà còn cố vấn cho cầu thủ túc cầu, tennis, quyền anh và các nhà lực sĩ khác. Báo chí cho biết nhiều bịch máu có liên hệ với cầu thủ đã được cảnh sát yêu cầu nhận diện, nhưng bị chính quyền Tây Ban Nha liên tiếp bác bỏ. Tây Ban Nha không có luật chống dùng thuốc kích thích thể lực cho mãi tới năm 2006 sau khi cảnh sát mở cuộc hành quân bắt bác sĩ Fuentes và đồng nghiệp trong lúc Madrid cạnh tranh với Istanbul và Tokyo trong việc làm thành phố chủ nhà tổ chức Thế vận hội Olympic năm 2020. Chính phủ Tây Ban Nha hy vọng phiên tòa sẽ giúp xua tan cảm tưởng Tây Ban Nha không quyết tâm chống dùng thuốc kích thích thể lực của lực sĩ.